Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em có để ý là một cái cây chuối ngọc này này. Đấy, không biết phải đột biến hay không. Thì em không biết phải đột biến hay không. Đấy, nếu mà đột biến thì mọi người sành về lan ấy. Thì nếu mà nó đột biến thì mọi người họ đột biến giúp em nhé. Tại vì em không biết dòng này là nó đột biến với lại không đột biến như nào. Đấy. Nhưng mà em cũng không biết về dòng này cho lắm nên là mọi người xem chủ yếu là tham khảo thôi. Đấy, mọi người ai mà chưa đăng ký kênh thì mọi người đăng ký kênh giúp em nhé. Đấy, và cho em xin một nút like. Mọi người chia sẻ được thì mọi người chia sẻ giúp Pu thì Pu cảm ơn rất là nhiều. Họng nó đen nhé, em sẽ quay sát họng cho mọi người xem. Đấy, họng họng nó chính ra là đỏ nhé, đỏ đậm luôn. Đấy, đỏ đậm chứ không phải đen đâu. Em thấy nó là, em soi gần là nó đỏ đậm nhé. Đấy, họng nó đỏ đậm. Cánh rất là tím luôn. Thành ra bây giờ ở đây là có bao nhiêu màu nhỉ? Có màu xanh, màu trắng, màu đỏ, múi hồng. Cái này em thấy là có 1, 2, 3, 4 màu. Đấy. Đấy, thành ra được 4 màu rất là đẹp luôn này. Chuối ngọc 4 màu. Đấy. Tí nữa em sẽ để cáp tiêu đề là chuối ngọc 4 màu luôn. Cánh bầu rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn nha. Và em sẽ cho mọi người xem cái cây chuối ngọc họng xanh. Đấy. Họng xanh nhé. Và đây là chuối ngọc bình thường nhé. Hay là chuối ngọc em bảo là họng xanh. Đấy, chuối ngọc họng xanh nhá. Và cái cây này thì cánh rất là bay luôn này. Đấy, mọi người sành với lan thì mọi người bảo giúp em nhé. Đấy, cánh bay rất là đẹp luôn. Đấy, đây là họng họng xanh như họng bình thường nhé. Học này là có tổng 1 màu, 2 màu, 3 màu. Đấy. Cái này chỉ có 3 màu thôi.